Mình xin chào cả nhà. Bữa nay con vịt này chị Hai Sơn cho mình nè. Hôm bữa lễ mà bữa lễ mình không có chưa có làm, cái bữa nay mình làm. Bữa nay thì mình làm cái món vịt quê. Quê mà trong bụng nó có gia vị. Trong bụng nó thì mình cho nấm mèo vô. Giờ mình làm tỏi ra với gừng, hành để mình làm cái gia vị mình ướp vịt. Vịt này là con vịt xiêm, vịt xiêm ngon á. Sáng mình đi chợ cái mình thấy người ta bán cái này nè, có 20.000 à. Mà xay tỏi ớt, mình mua gì mình xay thử thôi. Mình xay gừng với mình xay tỏi. Mình xay bằng cái máy xay tay của mình nè, mỗi buổi sáng 20.000. Tỏi với gừng với hành tí. Mình xay thì tỏi bằm. Mình làm cái nước ướp nè, mình cho vô đây. Muối, dầu hào, nước tiên. Chỉ dư muỗng bột ngọt, hai đường, mình cho hai muỗng đường. Mình sắp nấm mèo ra. Mình sắp hơi to to ăn cho ngon. Mình cho mấy lớp gừng này vô bụng vịt nè, cho vịt nó thơm. Mình cho nấm mèo vô luôn. Mình cho cái nước gia vị vậy đây. Mình cho vô đây ngũ vị hương nè, miếng ngũ vị hương cho thơm.
Giờ mình may cái bụng vịt lại. Để cho hồi nữa mình luộc á. Mình luộc sơ rồi mình lấy ra mình chiên. Cái nước nó không vô với nước ở trong nó không có chảy ra ngoài. Mình may gì nó chắc hơn cái mình lấy cái cây mình lụi. Cái cây lụi gì chứ nhiều khi nó cũng không được chắc bằng. Khẩu thật đó lại may rồi. Giờ mình ướp cái phần vịt bên ngoài nè cho nó thấm vậy. Biết sao vậy, giờ mình cho vịt vô mình luộc. Mình luộc khoảng chừng 10 phút rồi. Mình cho có gia vị dính bên này nè, cho nó xuống cho nó thấm vô vịt. Tưới nước này cho bề trên nó thấm cái nước sôi á, có một chút xíu nữa mình cho cái ở dưới nó hơi chín chín này cái mình mới trở. Rồi mình tảo vịt lại nè, nãy mình tảo qua một bận rồi, mình tảo lại một nữa đó, vịt mình đã vàng rồi. Mình vớt vịt ra nè. Mình vớt vịt ra rồi, giờ mình chà chanh lên. Mình cho nước chanh đây nè. Nước chanh này để cho mình chiên hồi á, mình chiên vịt á, ăn cái da nó giòn. Mình thấy người ta quay heo á, người ta cũng chà chanh vậy nè. Giờ mình cho dầu vô để mình ngồi chiên vịt nè. Dầu làm sao rồi nè.
hai sao sao mình cho vịt vô. Mút lại mình tưới vô. Rồi hơi 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 rồi mình cái phần mình chỉnh lửa nhỏ. Thôi được cái trứng từ từ vậy ta. Mình nấu cái nước gia vị luộc được hồi nãy nè, mình làm cái nước chấm. Mình chặt vịt ra nè. Cái da ngay đây mình giòn á, nó giòn luôn á. Mình lọc như chứ hồi nãy mình khâu lại nè, mình lọc mình bỏ cái chỉ nè. Vịt mình vẫn còn nóng hổi nha. Nhìn cái lượng này, thật thiệt ngon luôn.
ăn nhiều đầy đủ rồi, ăn nhiều nó không hết, chặt nhiều nó ăn hết, ăn được nửa con rồi. Xin chào cả nhà. Để múc cái nước chấm ra nè, nước chấm có nấm mèo, ăn bụng gì. Giờ mời cả nhà cùng ăn vịt quay với mình nha. Bữa nay mình ăn với bánh hỏi. Bánh hỏi ăn với rau. Này hay có mì chấm là ngon, nhưng mà mình không có mua cái mì. Mời cả nhà cùng ăn với mình. Mình có rau, ở nhà mình có rau cần cua nữa nè. Dịch thịt quá trời. Dạ ăn tay được chứ ăn ăn bằng đũa như được. Hơi ốc thế kìa. Xin chào cả nhà. Các bạn đó. Các bạn nào gặp đó. Bánh hỏi tức. Ăn nước mèo ngon. Ăn thịt. Mời cả nhà cùng ăn thịt vịt. Ăn con ngan không? Ở ngoài mình bắt thì bằng con ngan. Ngang rồi nó mới ăn con vịt thêm thân mình. Cũng đâu ngang là khác. Con cũng tưởng ngang là khác. Đi lên à. Gieo khắc dày quá. Con mỏng chứ nữa khác nữa quá trời đưa đất nè. Là cua hả? Không, con thấy người ta gắt dày mà. Đúng rồi mà gắt dài á. Khẽ thui thui á. Mà nếu mà nó bự á. Rau cần cua là mình khỏi trồng đó. Để trong chậu cái nó lên ngon. Trồng lần ăn hoài cũng bông lên. Thịt ăn ơi. Ừ, gấp nè. Nãy con bụng nó mèo dụm mèo lắm rồi. Dạ thơm ngon rồi. Ngon. Ừ, dưa leo nè. Như có dưa leo vẫn ngon. Dưa leo.
dịch thơm á mẹ, da thơm á. Chứ làm tắm nhà vậy mình chiên thôi. Ăn cơm thì tốt. Nó dịch mình 2 tháng nữa mà chán. Cái này cá lẽ mình ăn lễ luôn. Lễ không anh? Nên mình ăn muộn để ai trong ăn ùn ùn quá lại ha. Ở người ta nghỉ không nhiều ngày mà tại vì quê người ta ăn không uống. Giờ nó không có khô bạn, dịch mà mình chảo ra mình chảo ra nước thì nó khô hơn. Ba miếng thịt. Ba miếng thịt nữa là hết nữa con. Ngan nè. Ngon nè, ngon nha, chấm nước chấm cũng ngon. Cái chấm còn nhiều. Nướng này nó còn mềm mềm chứ còn mình chẻ rồi mình nướng quay á, quay lửa than thì nó khô. Nó khô hơn này. Thì mình vừa ăn chứ nó không có khô. Mà ăn ngon. Ăn hết nữa con. Nè, cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn xem clip thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.